là thanh tịnh trang nghiêm, thắng qua tam giới, hữu lậu chi uế độ, nhi vô lậu thanh tịnh giả. Thắng là vượt qua, thù thắng vượt qua, vượt lên trên. Tam giới gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong quốc độ của tất cả chư Phật đều có tam giới, đều có mười pháp giới. Lục đạo là cõi uế của hữu lậu, tứ thánh pháp giới là tịnh độ của hữu lậu, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật tứ thánh pháp giới là tịnh độ của hữu lậu. Hữu lậu, lậu là đại danh từ của phiền não, chính là tập khí phiền não chưa đoạn. Nhưng tâm họ thanh tịnh, đã phá được bốn tướng. Họ thật sự là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đã phá bốn tướng, nhưng bốn kiến vẫn chưa phá được, nên họ vẫn là hữu lậu. Đối với tất cả pháp trong thể xuất thế gian, họ không chấp trước. Không chấp trước nhưng có phân biệt. Sự khác nhau của hữu lậu và vô lậu là chỗ này. Ở đây nói thanh tịnh trang nghiêm là vô lậu thanh tịnh, nên họ với tứ thánh pháp giới không giống nhau. Tứ thánh pháp giới là hữu lậu thanh tịnh, còn họ là vô lậu thanh tịnh. Cũng chính là nói định căn bản vô minh họ đều đoạn tận, thật sự vô lậu. Thuần chân vô lậu chỉ có một người. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là Diệu Giác Phật Quả, đó là thuần chân vô lậu. 41 vị pháp thân đại sĩ trong Hoa Nghiêm Viên Giáo có thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. 41 địa vị này là đã phá vô minh, nhưng tập khí của vô minh thì chưa đoạn, nên họ là thật sự vô lậu, nhưng vẫn còn mang theo tập khí, không phải là thuần chân. Thật vậy, họ chưa phải là thuần chân. Trên đẳng giác thì tập khí vô thủy vô minh đã hoàn toàn đoạn tận, thật sự không còn nữa. Đó gọi là thuần chân vô lậu, diệu giác Như Lai. Chỉ có địa vị này mới thuần chân vô lậu. Ở đây nói vô lậu thanh tịnh, 41 vị pháp thân Bồ Tát đều như vậy, họ đều là vô lậu thanh tịnh. Nhưng thuần chân vô lậu thanh tịnh chỉ có một người,
đó là diệu giá. Diệu giá không trú ở cõi thật bảo. Quả vị diệu giá là trở về nơi thường tịch quang. Thường tịch quang tịnh độ là chỗ cao nhất trong tịnh độ. 41 vị Pháp Thân Bồ Tát trú nơi cõi báo, không phải ở cõi thường tịch quang. Diệu giác mới trú thường tịch quang. Nhưng vẫn vượt qua cõi uế hữu lậu của tam giới. Đây là chỉ chỗ nào? Không phải chỉ cõi thật báo, là chỉ cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư. Cõi phàm thánh đồng cư là lục đạo. Cõi phương tiện hữu dư là tự thành pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Thù thắng là ở chỗ này. Nhưng thù thắng trong cái thù thắng là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quay phàm thánh đồng cư chỉ có nhân đạo và thiên đạo. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, A-tu-la đều không có. Chúng ta ở đây có lục đạo, họ chỉ có hai đạo. Đây là thanh tịnh trang nghiêm, vượt qua quốc độ của chư Phật trong mười phương.